Chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với cộng đồng crypto. Và trong video ngày hôm nay thì Phúc sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia vào kiểu Airdrop Acting Cloud. Đây là một trong những dự án đã gọi vốn được là khoảng 11,53 triệu đô đến từ những cái quỹ như là America Brand hay là Husky Capital. Mình có check thông tin ở trên CryptoRank thì đây là một trong những dự án gọi vốn được là hơn 11 triệu đô. Ở đây thì nó gọi vốn được từ vòng funding round là 9 triệu đô. Tiếp theo đó là vòng bán IDO cũng như là private thì nó bán được khoảng 2,5 triệu đô nữa. Và sau đây sẽ là hướng dẫn khi mà các bạn tham gia vào dự án. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải truy cập vào đường link này và kết nối ví. Và các bạn sẽ bấm vào đây để kết nối ví cho mình nhé. Và tiếp theo đó là nhiệm vụ thứ hai, chúng ta sẽ đi làm các cái task ở trên Gashi. Mọi người bấm cho mình vào đường link này. Ở đây thì toàn những nhiệm vụ đơn giản như kiểu là đi theo dõi những cái tài khoản của dự án trên mạng xã hội. Tiếp theo thì sẽ là thăm cái trang web của Athene. Ở đây thì chúng ta sẽ đi tham gia vào Athene Cloud trên Telegram. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta đi tham gia trả lời những cái quiz, những cái câu hỏi. Ở đây đáp án của chúng ta sẽ là BDCAC. Sau đó thì mình sẽ chọn là Submit. Ok, ở đây thì nó hiển thị luôn một cái tích xanh. Những cái phần đăng ký tài khoản mạng xã hội thì ở đây mọi người có thể tự làm được nhé. Tiếp theo đó là cái nhiệm vụ cuối cùng này, Athene Space User. Thì cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ bấm cho mình vào ô follow ở đây là được. Các bạn sẽ bấm là reset để có thể kiếm điểm từ nhiệm vụ lần này. Ở nhiệm vụ bên dưới thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ lần lượt đi hoàn thành những nhiệm vụ như kiểu là tweet lại những bài viết ở trên Twitter này, hay là đi like bài viết của Athene Cloud. Đây đều là những cái bước rất là đơn giản. Và sau khi mà các bạn hoàn thành xong các nhiệm vụ thì nó sẽ có một cái tích xanh dài như thế này. Và các bạn chọn cho mình ô claim để nhận về là 600 point. Chúng ta cứ đi làm hết những cái nhiệm vụ này cho mình thì các bạn sẽ nhận về là 350 point. Và nó sẽ hiển thị một cái màu xanh là claim. Bạn sẽ chọn vào đây để nhận thưởng nhé. Tiếp theo đó là nhiệm vụ thứ 3. Chúng ta sẽ đi làm những cái task ở trên layer 3. Mọi người sẽ truy cập vào đường link này cho mình. Sau khi mà chúng ta đã truy cập vào trang web thì mọi người sẽ chọn là connect wallet. Ở đây thì mình sẽ connect với ví MetaMask. Rồi, ở đây thì mình chọn next và chọn connect ví. Tiếp theo thì mình sẽ chọn là continue. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời 10 câu hỏi. Đáp án của nó lần lượt sẽ là BA, 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 BCAD. Ok, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành cái mục Task of Quiz thì tiếp theo chúng ta sẽ cần phải đi ghé thăm cái website. Mọi người chọn cho mình vào cái mục là Open tại đây. Sau đó thì chọn Continue. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải đi join vào Discord của dự án. Thì mọi người sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là Your Profile Connect Discord. Ở cái mục này thì chúng ta sẽ chọn cho mình vào ô Connect. Sau đó thì mọi người sẽ chọn là Phê Duyệt. Tiếp theo thì mình chọn đó là Open Discord. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cho mình đó là Chấp nhận lời mời. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải đi join vào cái Telegram là Athene. Ở đây thì tài khoản của mình đã join rồi. Nó sẽ bao gồm khoảng là hơn 200.000 thành viên. Tiếp theo thì mọi người chọn là Continue. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta đó là các bạn sẽ cần phải mất phí ETH mạng Arbitrum. Đầu tiên các bạn chọn cho mình ví MetaMask. Sau đó thì mọi người sẽ chọn cho mình cái biểu tượng này. Và các bạn sẽ chọn là Add Network. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ add cho mình cái mạng Arbitrum One, chọn Add. Ở đây thì chọn là Approve. Tiếp theo thì ở cái mục Claim Reward thì bạn sẽ cần phải có ETH thuộc mạng Arbitrum. Tiếp theo thì ở đây mình chọn là Min Kubi. Và mình sẽ trả là 0,01 đô cho cái phí gas lần này, chọn Confirm. Tiếp theo thì mình chọn là Continue. Sau khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì cái layer 3 của bạn ấy nó sẽ có một cái tích vàng và cái nhiệm vụ của bạn thì nó sẽ hiển thị ở cái mục đó là Complete. Nhiệm vụ hoàn thành ở Gashi thì khi nào mà bạn có trên 1.000 điểm thì các bạn sẽ tự động hoàn thành được cái nhiệm vụ lần này. Ok, vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho bạn tham gia vào kèo Airdrop Athene. Đây là một trong những kèo Airdrop rất là tiềm năng.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.